Kế cho mọi người, đây là những thành quả của 2 tiếng đồng hồ, tầm khoảng 4 tè kế cho mọi người. Lập bờ lớn kế kinh nha mọi người. Đây một cái vợt đậm này tầm khoảng 40kg nha. Hai tiếng đồng hồ. Rồi anh vừa nằm lẹt nhé hết cho bèo ạ. Muốn muốn rồi cho nó chơi cho mọi người. Đấy. Đấy à, mọi người cũng coi video cũng có thể thấy ha. Ké thì rất là dày nha mọi người. Đó nằm rất là liễn ha. Cái này thì phải có điểm ha. Số nước ăn là thấm thì cao hơn. Xuống kế. Trẻ bé luôn. Chạy sao hả? Chưa có mấy con lát là lùa nha.
Rồi, giờ đây em sẽ muối cho nó tươi. Bây giờ có cái này chỉ đỡ bị lạnh mọi người ơi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Vui vơ khá, hơi vui vơ. Đời thuyền đến sẽ quay về. Sau để xe đâu nào hả? Để anh đứng đó. Em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho vì buồn đẫm lệ. Rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia? Dòng sông trôi buồn bã, có phải em vội quên đi tất cả? Ngày sông thuyền thủy chung một bến đò, em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ yên hòa yên ả. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả? Ngày sông thuyền thủy chung một bến đò, em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh? Đây để xuống luôn một nửa được, còn một nửa cái tòi này, cái vườn này. Vì bên anh không ồn ào sóng chỉ yên yên. Thằng dân biển như anh làm quanh năm chẳng thấy đâu tiền dư, làm được bao nhiêu toàn đủ tiêu thôi người. Nhiều người tưởng ra kia sẽ không sao, tưởng dễ kiếm tiền kia, có mấy ai biết thì biển khổ thế nào. Này này người ơi, ơi ơi ơi, anh đi biển ngoài khơi, em biết không từng đêm bão giông giăng chờ, cảm thấy chơi vơi chẳng mấy khi nghỉ ngơi, anh chẳng lo no mà ngủ chẳng yên đâu người. Này này người ơi, ơi ơi ơi, anh đi biến mọi người, em biết không từng đêm máu giông giăng chờ, cảm thấy chơi vơi chẳng mấy khi nghỉ ngơi, anh chẳng lo no mà ngủ chẳng yên đâu người. Nói đi biển sướng, thử đi một lần rồi thấy cả đau thương. Đồng tiền làm ra đâu phải người không mà ngồi hưởng, đánh đổi tính mạng vào nước mắt tiền đêm sương. Nhiều lúc cứ cảm thấy buồn lời, muốn đi biển lắm em ơi, nhưng anh không có quyền, anh cũng không có tiền, chỉ có mỗi muốn phiền. Này, một cái hộp này là 4 tè cho mọi người. Một tăng, nếu mà đầy thì sẽ là 4 tè. Chắc đẹp hay nó gặp một cái bóng nó ngủ nha mọi người. Cái này thì hay ngủ lớn như thế này, chắc là ok. Rồi, cứ đập bể bê khai thì sẽ xuống đế. Đấy. Em biết không từng đêm bão giông giăng chờ, cảm thấy chơi vơi chẳng mấy khi nghỉ ngơi, em chẳng lo no mà ngủ chẳng yên đâu người. Đừng nghĩ dân biến anh nghèo, đi chiến
trình săn ké kình là như vậy ha. Ở tiên gọi là ké bù đú nha mọi người. Cũng may là xuống gặp một cái điểm ha. Thì tập 2 tiếng thì năm anh em săn để gần 4 tệ nha mọi người. Bây giờ sẽ tắm rửa, ăn cơm về xuống chiến tiếp ha mọi người. Không biết thì cái tháng này nó bao nhiêu tiền thì chưa rõ ha. Cứ việc thấy hàng thì cứ việc bắt thôi nha mọi người. Anh em đã dọn dẹp xong rồi. Thì hiện tại video của Tiên cũng xin tạm dừng tại đây luôn ha. Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Tiên. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiên về xem nhiều video khám phá của Tiên hơn ha. Thì chào tất cả mọi người, hẹn mọi người về video tiếp theo. Bye bye.